Thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình làm tiếp theo cái phần thứ hai là đặc tính của những người xin theo đạo. Trong 8 loại người theo đạo trên đây, mỗi loại người có những đặc tính riêng. Chúng tôi tổng phân loại những đặc tính của họ làm 4 nhóm người A, B, C và D như sau. A, theo đạo vì hoàn cảnh khốn cùng. Đây là trường hợp 3, 4 và 7 kể trên. Họ là những người bị cưỡng bách hay chèn ép hoặc là bị khủng bố mà phải theo đạo. Như vậy là họ theo đạo cho xong nợ hay cho được chuyện. Phần trình bày trong loại 4 ở trên được coi như là tiêu biểu cho nhóm này. Việc họ theo đạo là do chính sách bỉ ổi, đê tiện và khốn nạn của nhà thờ Vatican mà ra. Đối với họ, đạo Kitô chả có giá trị gì cả, mà chỉ là những trò lưu manh bịp bợm của bọn lưu manh buôn thần bằng thánh, mượn danh tôn giáo y hệt như bọn đồng bóng và thầy cúng ở vùng ven sông Chương Hà trong câu chuyện Hà Bà cưới vợ mà thôi. B. Trở thành người có đạo vì ở viện mồ côi. Đó là trường hợp 5 và 6 kể trên. Vì hoàn cảnh mồ côi hay nghèo khổ mà lọt vào tay nhà thờ Vatican và bị đem đi rửa tội theo đạo khi còn là những em bé nhỏ tuổi. Đối với pháp luật của bất kỳ quốc gia nào trong cộng đồng nhân loại ngày nay, họ là con, là em bé, là vị thành niên chưa có tư cách pháp lý để quyết định bất cứ một việc gì. Về phương tâm lý và xã hội, họ còn quá ấu trĩ để cân nhắc có nên theo đạo hay không. Như vậy đối với công lý cũng như đối với lương tâm, việc họ theo đạo là vô giá trị. Những kẻ dẫn dắt hay xúi dục họ theo đạo là những phường bất lương và cần được pháp luật trừng trị. C. Cuồng tín di truyền. Đó là những người theo đạo thuộc loại 8 kể trên, mang những đặc tính di truyền của cha mẹ và chịu ảnh hưởng của môi sinh. Nói cho rõ, dân đạo gốc, đạo dòng hay đạo bế ngửa, có những đặc tính theo quy luật di truyền cha nào con nấy và quy luật môi sinh. Gần mực thì đen, gần đèn thì thuốc, gần đèn thì sáng. Vì được nhồi sọ ngay từ khi mới chào đời và được nhà thờ Vatican đào tạo để biến thành con chim, rồi lại sống trong xã hội Cato với những nếp sống văn hóa ngược ngạo và ngược đời, cho nên những người này sẽ trở thành những tín đồ Cato với tất cả những căn bệnh cuồng tín giống y như những tín hữu Cato người Tây Ban Nha trong thời Trung Cổ. Hơn nữa, vì bị người truyền đạo dụ dỗ nên một số dân đã tình nguyện theo đạo Chúa bằng sự thúc đẩy của lòng hám danh hám lợi. Do mặc cảm về nguyên nhân thấp hèn như thế, những người việc theo đạo này bảo vệ con đường đi của mình. Để che đậy mặc cảm theo tay, theo giặc, theo vật chất. Vì thế họ luôn bên vực phe ngoài sông phương Tây và cố gắng tô vẽ đạo Thiên Chúa Giáo, bao che các tội phạm của người trong đạo. Đó là những đặc tính của người cuồng tín. Lối sống như thế, lòng dạ như thế được truyền từ đời cha, mẹ xuống con cái. Và trải qua mấy đời, các dân theo đạo này đa số đều mắc phải chứng cuồng tín là như thế. D. Người xu thời dễ trở thành ác nhân. Những người tham lợi, háo danh và thèm khát quyền lực như kể trên nói chung là xu thời, là những người cực kỳ ích kỷ. Vì vậy tất cả những quan niệm cao đẹp như công bằng, công lý, lẽ phải, lương tâm, nhân quyền, nhân nghĩa và liêm sĩ đều bị méo mó, làm sao có lợi cho riêng dân Chúa mà thôi, chứ không đặt trên căn bản dân tộc. Ở bất kỳ xã hội hay văn hóa nào, đông tây kim cổ, hạng người này có thể làm những chuyện đại nghịch bất đạo như giết cha, giết mẹ, giết anh em, đối xử tàn tệ với vợ con, phản thầy, phản bạn, phản quốc, phản dân tộc, để lại giống nòi để chiếm đoạt cho bằng được những thứ lợi, danh và quyền mà họ đang theo đuổi. Đặc biệt là sự thật này đang diễn ra trong các hội đoàn và các tổ chức chống cộng của người Việt hải ngoại. Nhân tiện đây,
người viết xin ghi lại đây là một vài chuyện lưu số vạn niên trong lịch sử. Một, vì háo danh và thèm khát quyền lực, thương thần, thời Đông Chu Liệt Quốc đã nhẫn tâm giết cả cha ruột là Sở Thành Vương để có thể nhảy lên ngai vàng cai trị nước Sở với vương hiệu là Sở Bục Vương. Chuyện rằng Sở Thành Vương có nhiều con trai, thương thần là con cả và đã được lập ngôi thái tử, nhưng vì tham quyền cố vị, dù là đã ở ngôi 46 năm rồi, Sở Thành Vương vẫn cứ ngồi lì bám chặt lấy quyền lực, không chịu nhường ngôi cho con như các nhà vua Trần ở nước ta. Thương thần chờ lâu quá nóng lòng và sợ rằng biết đâu vào một lúc nào đó Sở Thành Vương sẽ đổi ý rút ngôi thái tử của mình và lập một người con khác lên thay thế. Rồi chuyện xảy ra đúng như Thương Thần đã lo sợ. Sau khi lập Thương Thần làm thái tử rồi, Sở Thành Vương lại yêu thương một người con thứ tên là Chức và có ý rút ngôi thái tử của Thương Thần để đưa Chức lên thay thế. Biết được tin này, Thương Thần liền âm mưu với Phan Sùng làm đạo chính. Nửa đêm, hai người này đem quân vào cung quay bắt Sở Thành Vương và buộc phải thắt cổ tự tử. Ngay khi đó, Thương Thần lên ngôi lấy vương hiệu là Sở Mục Vương. Loài súc sinh cũng không giết cha để giành ngôi như thế. 2. Vì háo danh và thèm khát quyền lực, Ngô Khởi giết vợ là Điền Thị, con quan tướng quốc Điền Hòa của nước Tề, để cầu danh, mong được làm đại tướng ở nước Lỗ. 3. Vì háo danh và thèm khát quyền lực, Lữ Bác Vi, hay còn gọi là Lữ Lã Bác Vi, đã muối mặt đem cả người vợ thân yêu của ông ta là Triệu Cơ dâng hiến cho Công Tôn Dị Nhân nước Tần, đang bị giữ làm con tin ở nước Triệu để lót đường tiến vào cửa quyền. 4. Vì thèm khát quyền lực, Dương Quảng giết cả cha và Dương Kiên Tùy Văn Đế năm 581-605, giết mẹ và giết cả anh ruột là Dương Dũng để nhảy lên ngai vàng lấy đế hiệu là Tùy Dạng Đế 605-618. 5. Vì lòng háo danh và thèm khát quyền lực mà Tổng Giám Mục Charles Murray de Talleyrand năm 1754-1838 trở thành vua trở cờ với những thành tích. Khi thấy nhân dân Pháp bừng bừng căm thù vùng lên làm cách mạng đập đổ bạo quyền của cả chế độ Giáo Hoàng lẫn chế độ đạo phiệt Cato Louis thứ 16, thì ông ta phản lại Vatican đi theo cách mạng Pháp năm 1789. Đặc biệt trong phiên họp quốc hội vào đêm 4 tháng 8 năm 1789, khi thấy rằng các quý tộc trong quốc hội đã đồng thanh tuyên bố hủy bỏ những ưu quyền của mình và quốc hội đã bỏ thăm chúng nhận sự hủy bỏ các đặc quyền phong kiến, thì chính ông ta là người đầu tiên đề nghị với quốc hội nên tịch thu tài sản của giáo hội. Lời đề nghị này được chuyển thành sắc lệnh. B. Khi được chính quyền cách mạng trong thời quốc ước hội nghị tháng 9 năm 1792 đến tháng 9 năm 1794, cả sang London vận động chính quyền Anh ủng hộ chính quyền cách mạng Pháp, thấy rằng liên minh thánh của Vatican mạnh thế, ông lại trở cờ phản lại cách mạng Pháp đi theo liên minh thánh. Nhưng vì bị liên minh thánh truy cứu tội phản lại giáo hội trong những ngày đầu của cách mạng Pháp năm 1789, nên ông ta phải trốn chạy sang Hoa Kỳ sống lưu vong và được chính quyền Hoa Kỳ dung dưỡng. Khi thấy tướng Napoleon Bonaparte lên nắm chức quyền ở Pháp và đang ở thế mạnh, ông tìm cách trở về Pháp xin được phục vụ và được cho giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao trong suốt thời kỳ từ cuối thập niên 1790 cho đến đầu thập niên năm 1810. Cuối thập niên 1790, vì còn đang ở thế yếu, lại đang phải đối phó với Anh quốc, Hoa Kỳ gửi một phái đoàn sang thủ đô Paris cầu thân với Pháp để chuẩn bị đương đầu với nước Anh.
Lúc đó Charlie Murray de Talleyrand đang nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao của chính quyền Pháp. Thấy rằng Hoa Kỳ đang ở thế yếu và muốn cầu cạn làm thân với Pháp để chống lại Anh quốc, ông vua trở cờ này quay ra bắt chẹt Hoa Kỳ đòi phải nộp tiền hối lộ cho Pháp rồi mới bằng lòng nói chuyện. Vì phải giữ quyền quốc thể, phái đoàn Hoa Kỳ tức giận tuyên bố thà mất bạc triệu để phòng thủ còn hơn mất một xu để hối lộ rồi bỏ ra về. Sau này, vào đầu năm 1814, chính quyền của Hoàng đế Napoleon suy yếu và Liên minh Thánh của Vatican đang trên đà thắng thế. Ông lại phản lại Hoàng đế Napoleon để đi với Liên minh Thánh. 6. Cũng vì lòng thèm khát quyền lực mà con chiên Ngô Đình Diệm đã trở thành một nhân vật lưu trú vạn niên trong lịch sử Việt Nam thời cận đại, với những thành tích vừa là một tên Việt gian ác ôn, dùng phương cách tra tấn, đốt đèn cày, sát hộ môn các tù nhân yêu nước để khuấy khẩu cung. Vừa là ông vua phản phé còn siêu hơn cả ông vua trở cờ Talleyrand. Thành tích phản phé và trở cờ của thằng tam đại Việt gian này đã được trình bày rõ ràng nơi chương 16 trong cuốn Thực chất của Giáo hội La Mã. Và chương 63 trong bộ sách Lịch sử và Hồ sơ tội ác của Giáo hội La Mã. Cũng vì lòng háo danh và thèm khát quyền lực, Ngô Đình Diệm không những phạm phải những tội phản trắc mà còn phạm phải những tội ác ôn chống lại tổ quốc, chống lại dân tộc Việt Nam. Tiêu biểu cho tội lỗi này là việc tàn sát hơn 300.000 dân lương để làm sáng danh Chúa trong những năm 1955, năm 1963. Tội hồ hởi đồng lõa với quân đội Mỹ trong việc sử dụng chất độc da cam rải xuống đồng ruộng và rừng cây trong lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Sự kiện này được sách sử ghi lại như sau. Ngày 30 tháng 11 năm 1961, Tổng thống John Kennedy phê chuẩn cho quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch khai quang đồng cỏ Việt Nam. Quyết định này được Ngô Đình Diệm, lúc đó là Tổng thống Nam Việt Nam, ủng hộ nhiệt liệt. Diệm cho rằng ông ta biết Cộng sản ở đâu và tin rằng chiến dịch này sẽ thành công mỹ mãn. Vì thế mà chiến dịch khai quang này được quân đội Mỹ cho tiến hành trên đất nước Việt Nam và hậu quả ghê gớm. Quân đội Mỹ rải 77 triệu lít chất độc da cam xuống miền Nam và Trung Việt Nam, gây ảnh hưởng và tác hại đến môi trường của 2.630.000 mẫu tay và gần 5 triệu người sống trong 35.585 thôn ấp. Do những hành động bạo ngược và cực kỳ dã man trên đây, sách sử mới khẳng định Ngô Đình Diệm là một trong số những 100 tên bạo chúa ác độc nhất trong lịch sử nhân loại. Xin đọc Nigel Cawthon. Từ 6 cái gương lưu trú vạn niên nêu lên trên đây, chúng ta có thể thấy kết luận rằng ngoại trừ một số những trường hợp cá biệt, hầu hết những người Việt theo đạo thuộc loại 1, loại 2 và những người theo đạo gốc, con cháu những người này cũng như tất cả những người xu thời đều là những hạng người có thể có những ác tính tiềm ẩn sẵn trong lòng, và chỉ chờ có cơ hội thì những ác tính ghê gớm này sẽ thể hiện ra thành hành động. Hầu hết những tội ác cấu kết với Liên minh xâm lược Pháp Vatican và Liên minh xâm lược Mỹ Vatican chống lại tổ quốc và dân tộc ta trong suốt chiều dài lịch sử từ giữa thập niên 1780 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 và còn tiếp tục cho đến ngày nay đều do những hạng người này gây ra. Còn một điều quan trọng nữa cũng nên trình bày ở đây để mọi người cùng biết, tất cả những giáo dân bước vào học nghề làm linh mục thường là những người tham lợi, háo danh, thèm khát quyền lực và gian dối. Đây là sự thật được chính những người trong giới người này là ông nhà văn Ca Tô Ngọc Tu Xuất kể lại trong cuốn Cõi Phúc và Dây Oan như sau. Những người con trai thơ dại mong được đào tạo trở thành linh mục sau này. Tôi mồn một nhớ về tâm trạng thơ dại qua những ngô ghê tuổi thơ. Mẹ tôi dắt tôi, bàn tay người không rời, nắm chặt như một quả quyết toàn vẹn.
Tôi biết, và ngay lúc đó tôi hiểu rằng bố mẹ tôi đã nắm một phần rất quan trọng trong lần chuyển đời này của tôi. Vì với tôi, ý nghĩa đi tu chỉ vắng vương qua những hình ảnh vật chất và uy quyền hàng ngày. Tôi đã so sánh và nhìn sự cả nể của các linh mục, sự tôn kính từ giáo dân. Nhất là với tôi, các linh mục tu sĩ đã như những tuyệt đối nhất và bất kỳ phương diện nào. Giáo dân tùng phục, giáo dân khiếp sợ, giáo dân cầu lụy và muôn ngàn hình ảnh khác. Danh ngôn thế giới về Thiên Chúa Giáo La Mã. Dưới đây là cái nhìn của một số danh nhân và vĩ nhân trên thế giới về đạo Kitô La Mã và các ông giáo sĩ cái tôn giáo phái quái đản này. 1. Nhà ái quốc Ý đại lợi Giuseppe Gabani năm 1807 đến 1882 tuyên bố: Linh mục là hiện thân của sự gian trá. Vatican là con dao găm đâm vào tim nước Ý. Giáo hội Cato là nàng hầu của sự duy chế và là kẻ thù trung kiên của tự do. 2. Edward Gibbon năm 1737 đến 1794 sử gia người Anh viết: Đối với cái nhìn triết lý những thói xấu của giới giáo sĩ thì ít nguy hại hơn những đức tính của họ rất nhiều. Những tội nghiêm trọng nhất đã bị dẹp bỏ. Người đại diện của Chúa Kitô, Giáo hoàng John 23, chỉ bị kết tội là ăn cướp, sát nhân, hãm hiếp, giao hợp đồng giống và loạn luân. 3. Tiểu thuyết Anh gia Daniel Defoe năm 1660 đến 1731 nhận xét: Trong tất cả tai họa mà nhân loại phải gánh chịu, sự độc đoán của giới giáo sĩ là tệ hại nhất. 4. Học giả Hòa Lan Hugo Grotius năm 1583 đến 1645 tuyên bố: Người nào đọc lịch sử giới giáo sĩ không đọc gì khác ngoài sự gian xảo và điên rồ của các giám mục và linh mục. 5. Thi sĩ người Anh John Milton năm 1608 đến 1674 nhận xét: Đạo Cato Roma, đạo Gia Tô hay Kitô La Mã có ít tính chất tôn giáo hơn là sự chuyên chế của giới linh mục. Những người được trang bị với những bổng lộc của quyền lực dân sự với chiêu bài tôn giáo để chiếm lấy quyền của Chúa. 6. Văn sĩ Anh Lady Mary Wortley Montagu năm 1689 đến 1762 tuyên bố: Trên khắp thế giới, các linh mục có thể nói láo và các tín đồ tin. 7. Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson năm 1743 đến 1826 tuyên bố: Trong mọi quốc gia và trong mọi thời đại, linh mục đã thù nghịch đối với tự do. Thượng đế của giáo hội La Mã là một nhân vật có những đức tính cực kỳ độc ác, ưa thích trả thù, bất khoan dung, đồng bóng và bất công. Đã tới 50-60 năm tính từ ngày tôi họ đọc cuốn Khải Huyền, và từ đó tôi coi nó chỉ là một lời điên dại mê sảng của một kẻ cuồng điên. 8. Hoàng đế Pháp Napoleon thứ nhất năm 1769 năm 1821 tuyên bố: Hiệp hội Giê-xu dòng tên là hội nguy hiểm nhất và đã gây nên nhiều tổn hại hơn tất cả những hội tôn giáo khác. Kiến thức và lịch sử là những kẻ thù của tôn giáo. Ở mọi nơi và mọi thời, linh mục đã đưa vào sự gian dối và sai lầm. 9. Học giả Hoa Kỳ Robert Ingersoll năm 1833 năm 1899 tuyên bố: Một thầy giáo giỏi có giá trị hơn 1.000 linh mục. 10. Văn hào Pháp Victor Hugo năm 1802 đến 1885 viết: Trong mỗi làng đều có một ngọn đuốc soi sáng là người thầy giáo, và một kẻ làm tắt nó, bó đuốc đó là ông linh mục sư sở tại. 11. Sử gia Ái Nhĩ Lan William Lucky năm 1838 đến 1903 nhận xét:
Hầu hết Âu Châu trong nhiều thế kỷ đã bị ngập máu, máu đổ do dự chủ mưu trực tiếp hoặc do sự hoàn toàn chấp thuận những người có quyền trong giới giáo sĩ. B. Bất cứ khi nào mà giáo giới giáo sĩ ca tôn hay tin lành đứng cạnh thế quyền dân sự thì kết quả là bạo hành. 12. Linh mục Phát Huần ghi trong sách Việt Nam Giáo sử quyển 1 Sài Gòn Cứu Thế Tùng Thư năm 1965 rằng: các nhà viết sử cho rằng những chuyện của giáo sĩ thuật lại là những chuyện hoang đường. Đúc kết lại, người viết xin khẳng định rằng chỉ có những phường tham lợi, hóc danh và thèm khát quyền lực mới lao vào học cái nghề làm linh mục. Tất cả các giáo sĩ, từ giáo hoàng cho đến các hồng y, tổng giám mục và linh mục, bất kể là linh mục triệu hay linh mục dòng, đều là những kẻ gian dối. Bằng chứng là những tất cả họ đều chưa bao giờ lên thiên đường và tất cả họ đều chưa xuống hỏa ngục. Ấy thế mà bất cứ nơi nào, nhất là ở trong nhà thờ, vào những giờ lễ cũng như khi tiếp xúc với mọi người, hễ có dịp nói đến thiên đường và địa ngục thì họ thao thao bất tuyệt nói ra những lời làm như họ đã từng sống lâu năm ở trên thiên đường hay mới từ hỏa ngục trở về. Tất cả trên đây là sự thực về bản chất độc ác hay những ác tính và những tích tội của giới giáo sĩ Vatican. Có ở trong chăng mới biết chăng có rộng. Hầu hết những tài liệu nói về những bản chất ghê gớm tổn và những khu rừng tội ác này của họ đều là do những người trong giới giáo sĩ của nhà thờ Vatican ghi lại. Phần lớn những tài liệu này được chúng tôi sử dụng để biên soạn cuốn tâm thư này. Dĩ nhiên là có những tín đồ Thiên Chúa giáo thuộc loại cuồng tín và những người ở ngoài cái tôn giáo này nếu không chịu tìm hiểu thì không thể nào biết được sự thật này. Các quốc gia khác trên lục địa Á Châu rất ít người theo đạo Ca Tô. Khác với Việt Nam, tại các quốc gia khác trên lục địa Á Châu rất có ít người theo đạo Ca Tô. Lý do là vì tại các quốc gia này, Vatican không có cơ hội cấu kết hay cặp kè với cá nhân hay thế lực cầm quyền như ở Việt Nam. Theo sách lịch sử Giáo hội Công giáo Sài Gòn Chân lý năm 1972, tất cả các nước khác tại lục địa Á Châu, số người theo đạo Ca Tô rất ít, chỉ ở mức từ dưới 1/1000 lên đến trên dưới 1%. Trên tổng số người dân trong nước, dưới đây là những bản văn trong sách này ghi nhận về con số tín đồ Ca Tô tại một vài nước Á Châu. Nhật Bản, theo sách lịch sử Công giáo của linh mục Bùi Đức Sinh thì con số tín đồ Ca Tô ở quốc gia này chưa tới 1/10 của 1/1000 trên tổng số dân số. Dưới đây là văn bản nói về vấn đề này. Từ đây, các thừa sai tìm ra gần 20.000 người Công giáo trong vòng Nagasaki, không linh mục, không một trợ giúp suốt 200 năm qua. Những người tín hữu này vẫn rửa tội cho nhau, vẫn trung thành với đức tin, vẫn cầu nguyện, vẫn tuân giữ các giới răn. Đến cả ảnh tượng thánh họ cũng còn kính cẩn cất giấu. Họ truyền lại cho nhau những dấu hiệu để một ngày kia sẽ nhận ra ai là những người đến nói tiếp các thừa sai xưa để cho tổ tiên họ biết đạo, độc thần, hiệp nhất với giáo hoàng La Mã, sùng kính đức tin đức trinh nữ Maria. Chính quyền được báo động liền nhắc lại với những chiếu chỉ cấm đạo năm 1868 người Công giáo một lần nữa, chịu bách hại 80.000 người bị lưu đày năm 1873. Áp lực của các cường quốc Tây Phương đòi chính quyền Nhật phải trả quyền tự do cho người Ghetto. Từ đó đạo Chúa lại được rao giảng như tiến triển chậm chạp năm 1913. Số dân Công giáo Nhật không quá 100.000 trên tổng số 67 triệu dân Triều Tiên. Có số người theo đạo cũng rất ít, không qua 1/10 của 1/1000 trên tổng số. Cuối thế kỷ thứ 16, Nhật Bản đem quân đánh Cao Ly, Triều Tiên. Trong quân đội Nhật có một số quân nhân Công giáo đã khuyên được nhiều người Cao Ly theo đạo. Nhưng vua Cao Ly hạ lệnh cấm, khiến một nhóm giáo dân quá non nớt, không thể đứng vững. Nhưng đất Cao Ly đã được thấm máu tử đạo từ đấy. Sau gần 2 thế kỷ, ông Ly
trong thời gian làm đại sứ ở Bắc Kinh. Được giao thiệp với các thừa sai công giáo nên đã chịu phép rửa, lấy tên thánh là Phêrô năm 1784. Ông trở về Cao Ly làm tông đồ đại sứ nhà. Hoạt động của ông Ly rất kết quả. Năm 1789 có gần 4.000 người theo. Nhưng vì công cuộc truyền giáo thiếu giáo sĩ lại phải chịu những thử thách quá nặng nề suốt 80 năm bách hại, nhất là những năm 1827, năm 1839, năm 1846 và năm 1860 đến năm 1873. Con số tử đạo lên đến hàng ngàn người. Năm 1837, sứ truyền giáo được trao cho hội thừa sai Ba Lê. Giữa thế kỷ 19, con số giáo dân lên 11.000. Năm 1910, Cao Ly bị sáp nhập vào Nhật Bản. Công cuộc truyền giáo vẫn tiếp tục mặc dù gặp những khó khăn liên tiếp. Năm 1936, số giáo dân năm 128.000 người trên tổng số 21 triệu dân. Trung Hoa, con số người theo đạo Cao Tôn lại còn ít hơn cả hai nước Nhật Bản và Đại Hàn. Những cuộc cách bách hại ở Trung Hoa không gây đổ máu nhiều như ở Việt Nam hay Nhật Bản, bởi vì ít khi đi tới ác liệt. Cuộc tử đạo của cha Petray vào năm 1840 tuy nhiên cũng đủ dữ dội để người Kitô hữu có cơ hội xưng đức tin can cường, sống đạo một cách xuất sắc, trung thành, nhẫn nhục. Như số giáo dân tăng rất chậm, 202.000 năm 1800 lên 350.000 vào năm 1860, 1 trên 1.000. Trên quốc gia Đông Nam Á châu, tại các quốc gia khác ở Đông Nam Á, con số những người theo đạo Cato cũng chỉ lên quanh không tới 1/1000 trên tổng số dân. Công cuộc truyền giáo ở vùng Đông Nam Á chỉ ở Việt Nam là khả quan, với con số giáo dân từ 420.000 năm 1840 lên đến 683.000 vào năm 1892 và 1.544.765 vào năm 1930. Còn ở Miến Điện, Simla, Mã Lai, Nam Dương, công việc bắt đầu hơi muộn, lại tiếng chập chạp, nên tất cả các trường hợp này hợp lại chỉ có khoảng 300.000 người công giáo vào hồi năm 1930. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của Nguyễn Mạnh Quang. Mình làm được hai phần. Mình có một điều cũng mong rằng là bác giáo sư Nguyễn Mạnh Quang hãy nghiên cứu về cái phần không biết chính quyền Việt Nam hiện tại đang hân hoan vui vẻ vì số lượng tín đồ công giáo tăng lên khủng khiếp, vượt qua Phật giáo. Vì thống kê sai hay là vì khích lệ những người không đăng ký tôn giáo để rồi số những người đó được công nhận là Thiên Chúa giáo? Xin Ngài hãy nghiên cứu về vấn đề này. Và cũng mong rằng các bạn hãy tìm tư liệu và có những cái manh mối, bằng chứng cụ thể khi nói đến vấn đề này. Vì vấn đề này khi nghiên cứu mà không có tài liệu, không có sử sách thì nhà nước Việt Nam có chuyện đấy. Cho nên mình cẩn thận khi nghiên cứu. Nghiên cứu phải có chứng tích lịch sử, không có còn không thì phải có bằng chứng cụ thể. Theo như mình thuyết nghĩ thì đó cũng là một cái trường hợp, một cái trường hợp gọi là đã ăn cơm Chúa là phải múa tối ngày, nhất là cái ngành quản lý công dân. Thôi thì hãy có bằng chứng rồi hãy tiếp tục nói thêm. Xin mến chào quý vị các bạn, xin hẹn clip sau.